Đây, hôm nay em muốn vô chợ Bến Thành xem những tiểu thương kinh doanh mua bán lại như thế nào nha. Sau vụ việc mấy hôm nay là lùm xùm cái vụ mà ba đôi tất 700.000, thì em thấy sao có chuyện lùm xùm mà cái vấn đề ba đôi tất 700.000 của thanh niên người Nhật đi lợi quầy đó mua của tiểu thương đứng ra bán vấn đề đó. Thì nói chung là một người làm ảnh hưởng hết trong cả chợ luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cũng bị bên ban quản lý cũng bị xử lý rồi, là đình chỉ, đóng cửa sạp một tuần lễ, từ bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 31 nha chú cũng vậy. Mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Vào Đời TV của em Chí nha. Hôm nay em Chí đang có mặt ở ngoài chợ Bến Thành nha cô chú anh chị. Đây, hướng mình nhìn đây là quy tích cô nha cô chú anh chị. Qua bên đây là chợ Bến Thành đây cô chú anh chị. Còn cái mặt hướng này là về Trần Hưng Đạo nha cô chú anh chị. Đây, hôm nay em muốn vô chợ Bến Thành xem những tiểu thương kinh doanh mua bán lại như thế nào nha. Sau vụ việc mấy hôm nay là lùm xùm cái vụ mà ba đôi tất 700.000. Sau vụ lùm xùm thì để em coi trong chợ thì như thế nào, lúc này còn như thế đông như thế nào không cô chú chị ha. Đây mặt chợ là cô chú anh chị. Mặt chợ Bến Thành thì có bốn góc đông tây nam bắc nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang hướng cửa nam nha, em vô hướng cửa nam nha, cửa chính nha. Em thấy cũng đông đúc của du khách nè chú anh chị. Du khách cũng đông ha chú anh chị ha. Mua bán nó chứ là đông nha cô chú anh chị. Vừa bước vô cổng cửa nam là bán quần áo nè, giải dốc ha. Đây là khu bán vải nha. Chợ Bến Thành này du khách đi rất là nhiều. Du khách nước ngoài mà qua bên đây là đầu tiên là phải ghé chợ Bến Thành đầu tiên nha cô chú anh chị. Những tiểu thương ở đây là rất là dành đủ thứ tiếng nha cô chú anh chị. Để mình tiếp khách. Khách nước nào thì mình nói phục vụ tiếng đó. Mà thường đa dạng là dùng tiếng Anh, tiếng Hàn nhiều. Cái khu cổng này là cái hướng này ra là cổng hướng đông rồi chú anh chị. Em đi mặt cổng hướng đông ha. Bên đây là bán gì, cà phê ha, rang xay đủ loại, đủ loại cà phê ha. Mặt bên phải này bán trang sức, đồng hồ, bóp, nón đồ, nước hoa mỹ phẩm luôn nha. Bên đây là bán mấy cái đồ mất nè cô chú anh chị. Hai bên. Du khách vẫn đi là bình ổn nha cô chú anh chị. Rất là đông. Giờ này là 3 giờ trưa nha cô chú anh chị. Đây bằng hướng đông.
Em vào lại cửa là em thẳng bên phải thẳng lên nha cô chú anh chị. Hai mặt này đi luôn đó. Perfect. Chính phủ. Rolex. Đây du khách đi rất là nhiều. Mua rất là nhiều trải sản phẩm nha cô chú anh chị. Giày dép, túi xách, đồ trang sức đủ hết ha. Ok. Đây em thẳng về hướng cái mặt này thì bán đồ trang sức thì nó cũng hơi gắn túc. Mà bán cũng đủ đồ nha cô chú anh chị ha. Bóp dây đeo cho sách luôn ha. Em quẹo trái ra đi thẳng giáp vòng cửa hướng nam nha cô chú anh chị. Cổng này thì bán đầy đủ đồ ha. Nói chung là cửa Bến Thành thì mở gì cửa ra, chợ Bến Thành thì mở cửa ra. Thì thu hút tất cả các loại du khách nước ngoài đủ các nước ha cô chú anh chị ha. Đây cô chú anh chị thấy khách nước du khách nước ngoài mà ngồi ăn chè nè rất là đông ha. Xuống dưới cửa hướng nam này bán rất là đông nha cô chú anh chị, bán đồ hàng ăn rất là nhiều ha, đủ loại nha cô chú anh chị. Đây là cửa hướng nam, thẳng vô là hướng bên tay trái mình đó là bún măng vịt nè cô chú anh chị. Và trong hàng ăn này cũng rất là đông nè, những du khách bây giờ ăn rất là nhiều, đủ loại món nè, cháo, bún vịt, bún bò Huế đâu ha. Cua, tôm, ghẹ đồ ha, ốc đồ ha. Du khách ăn chè cũng rất là đông nè quý cô anh chị. Chợ Bến Thành là mở cửa ra là khách du lịch rất là đông, dành cho khách du lịch ở các nước. Đây là bán mấy đồ về lưu niệm. Đây bán đồ lưu niệm nè quý chị. Mấy mặt hàng vỏ đồng thủ công ha. Đây như mấy cái đồ này nè, đồ thủ công nè quý chú anh chị. Đây nhiều khi cũng gọi là ảnh hưởng phần nào của chú anh chị. Một quầy làm ảnh hưởng cũng rất là nhiều quầy nha của chú anh chị ha. Khu này chuyên về bán giày dép mà, quần áo. Thank you.
em đi thẳng trọn ra bốn cửa luôn, đông tây nam bắc luôn. Em đi hướng nam tôi trước, rồi em đi ra hướng đông. Hướng đông thì bây giờ em bọc lại cái cửa này là cửa hướng tây. Cái xíu em quành thẳng vô, quành thẳng ra là cửa hướng bắc nha chú anh chị. Đây cửa hướng tây. Du khách rất là nhiều. Rất là đông nha chú anh chị. Du khách rất là đông. Kinh doanh mua bán ở đây tiểu thương bán rất là nhiều. Cửa hướng đông vô là bán đồ lưu niệm nhiều nha cô chú anh chị, rất là nhiều đồ lưu niệm. Bên tay trái mình, bên tay phải mình là chuyên về bán giỏ nè, bóp nè, túi sách. Rất là nhiều nha. Chợ Bến Thành là chuyên về bán mấy cái quà phần lưu niệm, chuyên về quà lưu niệm để cho du khách đi mua mấy cái quà nó về cho người thân, là có đi du lịch miền nước Việt Nam cô chú anh chị. Quà lưu niệm nhất là nhiều. Cuối đường hướng ra hướng bắc á, là cửa hướng bắc là bán bên tay trái mình là bán thực phẩm rất là nhiều, thức ăn. Quầy hàng ngang cũng đông. Rất là đông. Du khách nước ngoài dùng thực phẩm Việt Nam rất là đông nha chú anh chị. Như là ẩm thực của nước Việt Nam mình rất làm hài lòng của du khách nước ngoài. Vậy em đi thẳng ra cửa hướng bắc luôn ha. Vậy là em đi dắp vào ngoài cho cô chú anh chị xem nha. Kinh doanh mua bán ở phần ngoài như thế nào không có chú vậy ha. Đây là mặt cửa hướng bắc nè. Đầu mặt cửa hướng bắc đó là chuyên về hoa tươi rất là nhiều nha cô chú anh chị. Với lại ở phần mà trái cây hoa quả. Đây cửa hướng bắc này. Rồi em đi từ hướng nam sang qua hướng đông, hướng đông sang qua hướng tây ra em ra cửa hướng bắc. Em đi giáp vòng lại nha cô chú anh chị ha. Cái mặt ngoài là xem chợ Bến Thành mình kinh doanh những loại gì như gì ha. Ở đây kinh doanh hoa tươi nè. Những dòng hoa này lễ tặng hay là bình thường tặng người yêu người thân. Dạ. Ở mặt ngoài này bán gói sách nè. Khu này bán hoa tươi rất là nhiều cô chú ha. Ở đây là bán mặt trái cây nè. Chỉ một sạp nhỏ cho thôi cũng rất là cao giá nha cô chú anh chị. Đây là bán điện thoại, bán túi sách mặt ngoài. Còn đối diện ở đây là cũng bán nhiều trang sức, trang sức. Đối diện mình là nhiều ở trang sức lắm, trang sức đồng hồ, tiệm vàng, xoàn,
đổi ngoại tệ hay là gì đó. Cái mặt ngoài thì bán đồ luôn đẹp cũng ít, cái mặt trong bán đồ đẹp rất là nhiều. Đây còn có tiệm vô ở cây cũng rất là nhiều, đủ thứ hoa quả. Thì em thấy sao có chuyện lùm xùm mà cái vấn đề 3 đô tất 700 ngàn của thanh niên người Nhật đi lợi quầy đó mua của tiểu thương đứng ra bán vấn đề đó. Thì nói chung là một người làm ảnh hưởng hết trong cả chợ luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cũng bị bên ban quản lý cũng bị xử lý rồi, là đình chỉ, đóng cửa sạp một tuần lễ, từ bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 31 nha chú quý anh chị. Chú Trinh luôn nè, mà xích lên trên chút này nè. Chợ Bến Thành này nổi tiếng từ xưa đến giờ, Sài Gòn chợ lớn là Sài Gòn chợ Bến Thành xong mới tới chợ lớn mình. Những khu này là dành cho khách nước ngoài rất là nhiều, khách nước ngoài tham quan. Và thời điểm này khách nước ngoài tham quan rất là nhiều. Em dạo một đoạn đi qua đối diện cửa hướng Tây nha cô chú anh chị, qua cái đường Nguyễn An Ninh nè, buôn bán như thế nào để em cô chú anh chị xem ha. Đây bữa cũng lùm xùm về vô ngoại tệ của chú anh chị, ngoại tệ lên giá ra mua bán đổi tới lui ha. Nay đây ngoài xếp hàng cũng rất là đông của chú chị ha. Ở ngoài mặt đường Nguyễn An Ninh này cũng bán rất là nhiều đồ, cũng tương tự một nửa trong chợ Bến Thành nha của chú chị, cũng bán đồ, mấy cái đồ mà dạng như là lưu niệm nè, túi sách đồ nè, như ba ly rồi, rồi những giải nhóc, giải nhóc chùm của người nước ngoài. Lúc này ngoài đây kinh doanh thì nó hơi vắng, tại vì người ta đi vô chung điểm của trong chợ không mà cô chú anh chị. Ở ngoài đây chỉ gọi là phụ thôi, người ta tập trung theo một cái điểm, một cái hướng, một cái điểm gọi là chuyên. Bên đó, trong đó thì trong chợ Bến Thành á, thì chuyên về những thứ mặt hàng quà lưu niệm và đủ thứ đồ vật dụng cần thiết khi khách du lịch qua đây cần mua xài trong cho khách sạn gần đây người ta ở, người ta ghé vô chợ người ta mua rất là tiện. Còn phần ngoài đây á, thì chuyên về bán mấy cái thực phẩm đồ ăn thôi, ẩm thực thôi. Đây như quán ngăn đây nè, cô chú anh chị thấy không, đủ loại ha cô chú chị ha. Thì nhiều khi qua đây đó là làm những món ăn là đủ thứ nước cho những du khách du lịch, thì khẩu vị mỗi người mỗi khác mà. Cái đoạn ngoài đây thì bán rất là ít, kinh doanh cũng rất là chậm nên giờ này cũng khách khứa là cũng vắng của chú anh chị. Còn những khách du lịch đó thì cho những cái tàu bưu đinh này nè, hoặc là những khách sạn như vậy,
hai bên dãy đây là khách sạn cũng rất là nhiều, cũng có cái tòa nhà bưu đinh căn hộ rất là lớn. Thì dành cho những du khách nước ngoài đi qua đây lưu trú lại và tham quan du lịch. Cũng bán thức ăn nhiều mặt hàng nha cô chú anh chị. Mà đa số du khách nước ngoài về đây cũng có một số lượng khách thích ăn đồ Việt Nam rất là nhiều. Cửa hướng Bắc này hồi xưa là bán rất là đông nha cô chú anh chị. Bây giờ chắc chiều thì trải hàng ra bán về hai bên mặt đường này, đây nè, lề đường luôn. Hai bên mặt này nè, bán rất là đông, đủ loại mặt hàng, xô ra bán ngoài đây. Du khách đi buổi chiều tối thì mua rất là nhiều. Việt Nam cũng có nè, nước ngoài cũng có. Những du khách du lịch đi mua, nói chung là đủ loại. Mua rất là nhiều mặt hàng ở chơi bên đây. Về làm quà lưu niệm cho người nhà mà. Bên đây là cái hầm metro nè các chú anh chị. Đây bên là cái hầm metro. Nói chung là sau cái vụ lùm xùm này, vụ mà đổ 3 đâu tới 700.000 thì cũng du khách cũng vẫn là ok, cũng vẫn là đi rất là đông nha quý anh chị. Du khách nước ngoài rất là đông. Em đang quành lại cửa chính mình nè, cửa hướng Nam. Cửa hướng Nam này anh chị cô chú thấy là Sài Gòn mình bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng cũng rất là đẹp. Nằm mình đi thẳng ở gần đó là cái đoạn đó là cái đoạn nhà hát thành phố nha quý anh chị, thẳng rồi đẳng. Đây những cái tòa nhà một như nhà Bitexco nè, rất là đẹp. Cổng chợ Bến Thành biểu tượng là đồng hồ bốn mặt, rất là ấn tượng nha quý anh chị. Dạ em đi giáp vòng chợ Bến Thành cho cô chú anh chị xem tham quan ha. Dạ em xin dừng video clip. Em xin chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và mỗi ngày được mỗi niềm vui. Dạ em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị lần sau nha. Cô chú anh chị xin đừng quên đăng ký kênh để xem thêm clip tiếp theo nha cô chú anh chị.